Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái giá bán hợp lý để mọi người có thể tiếp cận xe Subaru một cách dễ dàng hơn. Bởi vì chiếc xe này như tôi đã nói với quý vị và các bạn có bốn cái đặc trưng mà tạo nên tên tuổi của Subaru. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip, và tôi đang ở cái triển lãm Singapore Motor Show 2023. Như tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn trong tập 1 thì đây là một trong những triển lãm lớn nhất thế giới về ngành xe, và những mẫu xe này hy vọng rằng những thương hiệu xe họ sẽ đưa về Việt Nam nhanh chóng để chúng ta, người tiêu dùng Việt có thể được tiếp cận. Nếu mà hãng nào thật nhanh thì là khoảng 6 tháng, nhưng mà thông thường là khoảng 1 năm. Bây giờ đầu tiên là mẫu xe Subaru Forester thôi các bạn. Đây, cái tên tôi đã quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt đúng không ạ? Nhưng mà đây là một mẫu xe Forester, nó khác ở cái chỗ là nó sử dụng cái động cơ e-boxer hybrid, phiên bản hybrid của mẫu xe Forester này. Các bạn có thể thấy cái ngôn ngữ thiết kế hiện đại, trẻ trung, phóng khoáng và đậm chất thể thao. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy thông số kỹ thuật của Forester Hybrid ạ. Trong các clip tại triển lãm Motor Show này thì tôi sẽ quay theo kiểu vlog, bởi vì cái không gian cũng như là điều kiện hạn chế về con người. Động cơ e-boxer và cái la răng đây các bạn có thể thấy cái la răng rất là đẹp, vẫn mang một cái màu xanh rất là đặc trưng của những chiếc xe Subaru. Ở phần hông xe vẫn là thanh ray trời giá nóc ở phía trên, để cho mọi người có thể lắp thêm những cái dán nóc trong những chuyến đi dài ngày hơn ạ. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, và dĩ nhiên là có cái hệ thống camera của Cam 360 đây ạ. Tay nắm cửa thì được mạ chrome ạ. Trên này có cảm biến để có thể mở cửa hay khóa cửa ạ. Những cái đường gân dập nổi trên thân xe thì cũng tạo nên cái vẻ thể thao và khỏe khoắn cho chiếc Forester phiên bản Hybrid. Bạn có thể nhìn thấy phần đuôi xe ạ, rất đặc trưng thiết kế của Subaru ạ, với cái logo 6 ngôi sao ạ, tròm sao kim ngưu. Đó cũng là ý nghĩa của cái tên Subaru. Subaru là một cái công ty của tập đoàn công nghiệp nặng Fuji của Nhật Bản. Tập đoàn này thì các bạn biết là họ sản xuất rất nhiều những thiết bị máy móc của ngành công nghiệp nặng, ví dụ như là máy bay hay là những cái máy rất là lớn. Như các bạn đã biết thì Subaru là một cái thương hiệu xe thể thao đến từ Nhật Bản. Tại sao tôi gọi là thể thao? Bởi vì là Subaru nó khác biệt với những cái thương hiệu khác như Mazda, Toyota, Honda hay là Suzuki chẳng hạn. Có 4 điều làm nên tên tuổi cũng như là sự danh tiếng của Subaru. Đầu tiên đó chính là nền tảng không gầm. Thứ hai đó chính là cái động cơ boxer, tức là xi lanh nó nằm ngang trên một phẳng. Subaru là cái thương hiệu duy nhất trên thế giới sử dụng động cơ boxer cho tất cả những mẫu xe của mình. Thứ ba đó chính là hệ thống an toàn EyeSight với rất nhiều những cái tính năng an toàn. Và thứ tư đó chính là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, rất đặc trưng của Subaru thôi các bạn. Nó khác hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian của những cái thương hiệu Nhật cùng phân khúc. Nó thể hiện cái sự ưu việt hơn rất là nhiều trong cái khả năng vượt địa hình cũng như là tối ưu cái sức mạnh cho chiếc xe. Tại sao tôi giới thiệu cho các bạn kỹ cái mẫu xe Forester Hybrid này? Vì cá nhân tôi nghĩ rằng là Subaru họ sẽ nhanh chóng đưa cái phiên bản Hybrid này bán tại Việt Nam thôi. Và tôi kỳ vọng hơn đó chính là chiếc Solterra kia kìa, là chiếc xe điện họ sẽ bán sớm thôi. Cái mà chúng ta đang cần bây giờ nó là một cái hạ tầng về xe điện thật tốt để những thương hiệu có thể đem xe điện về Việt Nam. Đây chúng ta sẽ đi vào trong nội thất ạ. Bên này là cái phiên bản tay lái nghịch cho mọi người nhé. Nó khác với Việt Nam một chút ạ. Hành khách thì ngồi phía bên tay trái ạ, còn người lái thì bên phải đấy ạ. Đó. Đây là cái phần không gian nội thất của chiếc Subaru Forester phiên bản Hybrid ạ. Cái màn hình ở giữa là lớn. Bệ yên ngựa này. Cần số X-Mode, tức là những cái chế độ lái khác nhau rất là nhiều đấy các bạn. Rồi phanh tay điện tử, chế độ giúp phanh tự động này, camera 360 độ này, vô lăng dĩ nhiên là nó bọc da rồi. Trên này thì được tích hợp rất là nhiều những cái phím bấm của hệ thống chức năng, tạm thoại rảnh tay giải trí. Bên này đó chính là các tính năng của hệ thống EyeSight. Đồng hồ phía trước là kiểu analog kết hợp với màn hình. Và dĩ nhiên ghế lái là chỉnh điện, đều là ghế da thôi mọi người nhé. Bệ tì tay lớn này, ngồi khá là thoải mái. Gương chiếu hậu phía trong là chống chói tự động đây ạ. Và có cửa sổ trời ạ, một cái tính năng mà rất nhiều khách hàng Việt Nam sẽ thích. Mặc dù tôi nói thật là có nhiều lúc các bạn gần như là rất ít sử dụng, nhưng mà nhiều người mua xe thì vẫn cứ thích. Đây là phía bên người lái này, Đó, tay lái nghịch cho các bạn, bởi vì Singapore thì họ sẽ đi bên phía bên tay trái, nó ngược với Việt Nam, giống với bên Thái Lan đó. Đây thì cái lái chỉnh điện đây mọi người. Dĩ nhiên là Subaru thì mang lại cho mọi người một cảm giác lái khá là thú vị. Ở đây cũng có rất nhiều các phím bấm điều khiển hệ thống chức năng này. Hy vọng là tất cả những cái phiên bản, những cái tính năng này khi mà đem về Việt Nam thì sẽ không bị cắt đi, để cho người tiêu dùng Việt có thể tận hưởng những cái công nghệ, như là những cái tính năng mới. Và ngay cả cái bàn đạp ga phanh này để chân nghỉ, các bạn thấy ạ, chất liệu inox tạo cái cảm giác rất là thể thao. Tôi sẽ ngồi hàng ghế thứ hai để xem nó có rộng rãi không. Thoải mái rộng rãi luôn ạ, khoảng để chân còn đâu đó khoảng hơn 20 cm đây. Rất là rộng luôn. Thoải mái cho cả gia đình luôn. Và tiện ích cho hàng ghế thứ hai thì các bạn có thể nhìn thấy cửa gió này, hai cổng sạc USB này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn. Tựa lưng của hàng ghế thứ nhất thì cũng có rất nhiều cái ngăn chứa đồ thôi mọi người nhé, cũng rất là tiện ích nếu các bạn để cái đồ lặt vặt ở đấy. Và dĩ nhiên hàng ghế thứ hai thì cũng có cái tay ở giữa đấy, tích hợp cái giá để cốc luôn. Còn không gian cúp của nó sẽ như thế này nếu nhìn từ phía trong xe ra. Và dĩ nhiên là hàng ghế thứ hai này có thể gập được xuống để gia tăng cái không gian cho khoa hành lý rồi. Và mọi người có thể thấy phiên bản xe là Forester, E-Boxer và i-Side đấy. Những cái tính năng cũng như là những cái công nghệ rất đặc trưng của Subaru. Và đây là cái phiên bản hybrid đây mọi người. Và dĩ nhiên cốp là mở điện đấy. Đây không gian cốp của chiếc Forester. Phía dưới là nơi chứa lốp dự phòng cũng như là một cái ngăn chứa đồ thôi. Không gian cốp khá là rộng để mà các bạn có thể gặp hàng ghế thứ hai thì ở đây này, kéo nó xuống đấy, thế là hàng ghế thứ hai được gập xuống luôn, rất là tiện dụng. Bên này cũng như vậy ạ. Và khi mà gập ghế thứ hai rồi thì các bạn có thể nhìn thấy một không gian chứa đồ phía trong cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Bạn nào mà thích đi dã ngoại thì đúng là có thể chứa cả một cái xe đạp trong này được luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem cái sức mạnh của chiếc Forester này như thế nào nhé. Đây, và sức mạnh của chiếc Subaru Forester đây các bạn, hay chính là trái tim của nó và chính là khối động cơ Subaru Boxer rất là trứ danh. Và các bạn biết đấy, trên thế giới thì chỉ có duy nhất Subaru là thương hiệu xe mà trang bị động cơ Boxer cho tất cả các phiên bản luôn nhé. Tôi nhắc lại, tất cả các phiên bản. Còn Porsche thì họ chỉ trang bị cho những cái xe hiệu năng cao như là 911 mà thôi. Ưu nhược điểm của động cơ Boxer thì tôi cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn trong một clip đánh giá chiếc Forester tại Việt Nam rồi. Và cái phiên bản hybrid này thì cái động cơ xăng cho công suất đâu đó khoảng 150 mã lực 2.0 lít và động cơ điện cho công suất khoảng tầm 17 mã lực nữa. Hộp số của nó là hộp số kiểu CVT, ECVT thôi các bạn. Và chiếc xe này có cái khoảng thời gian tăng tốc đâu đó khoảng 11 giây. Tiêu thụ nhiên liệu là khoảng 6,7 lít cho 100 km. Thực ra Subaru là một cái thương hiệu xe mà đi theo cái triết lý thể thao, cảm giác lái cũng như sự an toàn rất là rõ ràng. Họ không chạy theo thị trường quá là nhanh. Chính vì thế mà các bạn sẽ thấy sự thay đổi không thực sự nhanh tại Subaru đối với những cái bề ngoài, những cái thứ mà Subaru nói rằng là họ không quá quan trọng lắm. Cái quan trọng nhất đối với họ đó chính là sự an toàn cũng như là cảm giác người lái và những cái tính năng và những cái sự thú vị khi mà họ cầm lái những chiếc Subaru. Thực tế thì rất nhiều người dùng Subaru thì họ sẽ rất khó để mà có thể chuyển sang các thương hiệu xe khác, từ khi họ nâng cấp xe lên những cái chiếc xe hạng sang mà thôi. Còn với những chiếc xe mà cùng phân khúc như thế thì thường là họ sẽ không thể mua những chiếc xe khác nữa thưa các bạn. Subaru đã vào Việt Nam khoảng từ năm 2009 và trong khoảng 2 năm trở lại đây thì những chiếc xe Subaru nhập từ Thái Lan mới được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận nhiều, bởi vì là cái mức giá nó đã rẻ xuống rất là nhiều. Còn trước đây những chiếc xe Subaru chỉ được sản xuất tại Nhật Bản, chính vì thế mà cái giá về Việt Nam rất là đắt, thuế nhập khẩu rồi vận chuyển rồi thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có thể sở hữu những chiếc Subaru Forester như thế này với cái giá đã dễ chịu hơn rất là nhiều. Tôi nhớ đâu đó khoảng tầm 800 cho tới khoảng 1 tỷ là chúng ta đã sở hữu một chiếc Subaru Forester như này. Dĩ nhiên là nói như thế thì không có nghĩa là Subaru là nó hoàn toàn có những ưu điểm. Ở Việt Nam thì nó còn có một vài cái mà tôi nghĩ là Subaru cần phải cải tiến thêm. Ví dụ như là cái chất lượng dịch vụ cũng như là cái sự mở rộng dịch vụ của mình để mọi người có thể sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên là những hãng xe mà họ bán được nhiều thì dịch vụ họ sẽ mở ra là nhanh. Nhưng mà với những cái hãng xe như thế này chúng ta phải kiên trì một chút. Khoảng vài năm nữa thì tôi nghĩ là Subaru sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Thực ra thì bởi vì là cái giải sản phẩm của họ khá là ít, gần như chiếc Forester là chiếc xe được bán ra nhiều nhất mà thôi. Còn bên cạnh đấy là những chiếc WRX rồi là chiếc Outback, cái giá nó cao quá, khó có thể tiếp cận được. Nhưng mà Forester này thì tiếp cận nó một cách dễ dàng. Các bạn có thể hình dung là chiếc Forester này nó cùng phân khúc CRV, chiếc CX-5 hay là chiếc Mitsubishi Outlander hoặc là chiếc Kia Sportage. Và như vậy là các bạn có thể đã hình dung qua chiếc Forester 2023 phiên bản My Hybrid như thế nào rồi, về trang bị, tiện nghi cũng như là thiết kế nội ngoại thất. Còn bây giờ thì tôi sẽ di chuyển ra một cái đường để lái thử chiếc xe này mà Subaru đã bố trí sẵn cách sân bay Changi có một tí thôi. Chúng tôi sẽ được thử rất là nhiều bài thử cũng như là thử cái công nghệ an toàn EyeSight mới nhất của Subaru. Thực sự là khi mà lái thử thì tôi mới cảm nhận được rằng là vì sao rất nhiều người tiêu dùng họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua chiếc xe này. Nó mang lại cho người lái một cái cảm xúc rất là đặc biệt mà gần như là khó tìm ở những cái mẫu xe cùng phân khúc. Các bạn sẽ cảm nhận một cái chân ga nhạy bén, một cái tay lái chắc chắn, ổn định và một hệ thống không gầm giảm sóc cũng như vậy. Bên cạnh đấy thì hệ thống EyeSight của Subaru hoạt động cực kỳ là nhạy và tối ưu luôn. Cái tính năng an toàn là một cái tính năng mà các bạn nên cân nhắc đặt nó lên hàng đầu khi các bạn mua một mẫu xe nào đó, bởi vì có an toàn thì chúng ta mới có thể di chuyển vui vẻ trên mọi hành trình, và có an toàn thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền để mua thêm những chiếc xe khác để có thể nâng đời và để có thể trải nghiệm cuộc sống này. Tôi vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn sơ qua cái phiên bản Forester Hybrid được ra mắt tại triển lãm Singapore Motor Show 2023, và tôi nghĩ rằng là Subaru nên nhanh chóng đưa mẫu xe này về Việt Nam thì sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa, và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái giá bán hợp lý để mọi người có thể tiếp cận xe Subaru một cách dễ dàng hơn. Bởi vì chiếc xe này như tôi đã nói với quý vị và các bạn có bốn cái đặc trưng mà tạo nên tên tuổi của Subaru. Đầu tiên là khung gầm, thứ hai là hệ thống vận động 4 bánh, thứ ba là cái động cơ boxer, và thứ tư đó chính là cái hệ thống EyeSight. Các bạn nghĩ sao về những chiếc xe Subaru, nghĩ sao về cái phiên bản Forester Hybrid này thì cũng hãy để lại ý kiến ở phần bình luận. Còn bây giờ thì chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều những trải nghiệm lựa chọn được chiếc xe phù hợp với mình.